giúp con ông ơi. Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Camilox nha. Thì cái nhà ơi, lần trước mình đến đây thì mình có cái phần là mình không được bình tĩnh lắm cả nhà. Cho nên là mình gặp cái mình ngắt luôn cả nhà, ngắt hai lần luôn. Thì lần này mình quyết định mình đến thêm một lần nữa cả nhà. Thì mình cũng chắc lần này mình phải cố gắng mình xin ông tạ cho mình mượn cái quay lực của ông để mình có thể là giữ vững cái tinh thần để mình đối phó với hai con quỷ này. Thì lần trước thì chỉ có một con quỷ áo đỏ thôi, mà lần này nó ra tới hai con quỷ luôn. Đó, nghĩa là con quỷ áo trắng nó theo mình. Thì mình nói là vì lần trước mình đến căn nhà quan á, mình có nói là nếu như muốn tu thì theo mình thì mình dẫn ở đây, nhưng mà thật sự mình thì chưa có đủ cả nhà. Cho nên mình cái tinh thần của mình không có giữ vững, cho nên mình ngắt xỉu hai lần luôn. Khi mình đối diện tới hai con quỷ khuôn mặt quá là xấu, nhìn ghê lắm. Thì bây giờ cả nhà ơi, mình vô bên trong mình cúng cái nữa cả nhà. Thì với cái hy vọng mình là thôi bây giờ mình tính tới đâu hay tới đó đi. Mình sẽ cố gắng hết sức của mình thôi. Mình ngồi đây mình có vẻ nó an toàn đấy nha. Mình ngồi ngay miếng của ông đây thì mình không có sợ. Không phải là không sợ mà cảm giác nó vững bụng hơn. Cái thuốc này lúc nào mà không cháy đâu. Không còn cái thuốc nha ông ta. Đục lại chỗ này cho. Ông Tà ơi, lần trước con đến đây con có dẫn thêm một cái bông linh áo trắng.
khi mà con nhìn thấy họ, con không có đủ. Con không có đủ cái khả năng để mà đối diện với họ, cho con nên là con ngất xỉu hai lần luôn. Thì hôm nay con đến đây con cũng như là muốn mượn cái oai lực của ông giúp cho con, cho con đủ cái đức tin, cho con đủ được cái sức mạnh của ông để con có thể đối diện với họ. Con rất mong ông hãy giúp con lần này. Con chỉ muốn giúp họ bỏ đi cái ác, quy về với cái thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con mượn cái quay lực của ông nha ông ta. Hình như họ đã xuất hiện này, con có cảm giác như ai đó đang kế bên mình. Con hy vọng sẽ dùng một cái quy lực của ông, con sẽ vẽ một cái vòng tròn. Hy vọng ông sẽ bảo vệ con và giúp con sức hồn để có thể giao tiếp được hai cái phong quỷ này. Giúp con nhau. Giúp con ông ơi.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ông thà ơi, khi con giao tiếp với hai con quỷ, họ nguyện ở đây giữ miếu cho ông để mà được tu niệm. Nam mô A Di Đà Phật, con hy vọng hai quân này sẽ mau chóng tu thành mà chuyển kiếp. Mong ông thà hãy giúp đỡ họ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà ơi, chá gì đây? Cái nhà bây giờ thì mình thì mình nhờ ông tài mượn cho mình mượn cái quay lực cái nhà, thì mình đã xuất cái hồn ra được cả nhà. Thì mình đã nói chuyện với hai cái vong quỷ này. Ở đây hai vong quỷ này họ chỉ muốn là ở đây giữ hai cái miếu thôi cả nhà. Thì mình không hiểu sao mình quay thì mình về nhà xem lại, mình thấy hai cái vong này có nghĩa là nó họ không có hợp nhau, không biết là họ đang giỡn với nhau hay gì đó, mình không có biết. Mình nghĩ chắc là không phải là họ có ý gì hại mình hết, nhưng mà chỉ có lẽ là mình do mình quá sợ thôi. Thì sau khi mình xuất hồn ra, mình nói chuyện, mình giao tiếp với họ, thì mình thấy họ nói là họ chỉ muốn ở đây giữ cái miếu này cho ông ta, cũng như là làm hai vị cũng như là hộ pháp gì đó, nói cái đó mình cũng không có hiểu nữa. Hộ pháp có nghĩa là hình như là cũng như là đứng ở đây giữ cho ông, cũng như là ai phá quấy này kia là họ sẽ quở. Thì đây hiện tại bây giờ mình thấy là hai cái vong này từ trước giờ mình quay thì mình cảm thấy là họ rất là hung tợn với mình, có vẻ như họ muốn hại mình, nhưng mà thật sự không phải đó nha. Tại vì mình không có giao tiếp được, mình không có nói chuyện được, cho nên mình không có hiểu ý của họ. Cho nên bây giờ thì mình nghĩ là có lẽ là hai cái vong này sẽ ở đây tu luôn cả nhà. Thì bây giờ cả nhà mình xin kết thúc video cả nhà, và hẹn một cái ngày nào nữa thì mình sẽ đến đây mình xem thử thật sự là hai cái vong này có thật sự là nó đã ở đây tu hay không nha. Thì bây giờ bye bye nha cả nhà.